Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 17 tháng 8 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Nhâm Dần, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Cao Trần. Về ngũ hành niên mệnh, kim bạch kim, ngày Nhâm Dần, tức can sinh chi, nghĩa là thủy sinh cho mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, kim bạch kim, kỷ tuổi, bính thân, canh thân, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, mậu tuất, nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Dần, lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ, và tuất thành hỏa cục, xung với thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi canh thân, bính dần, tuổi xung trong tháng, tuổi canh dần, giáp dần. Vài các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Đức tốt mọi việc, sao Nguyệt Ân tốt mọi việc, sao Thánh Tâm tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao Giải Thần, Đại Cát tốt về tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu, sao Dịch Mã tốt mọi việc, nhất là xuất hành. Sao xấu trong ngày gồm có sao Nguyệt Phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao Nguyệt Hình, xấu mọi việc, sao Không Phòng, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần, hướng chính Nam, Tài Thần, hướng chính Tây. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 17 tháng 8 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 17 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan giáng họa. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Tý có thể sẽ bị khiển trách vì không làm tốt nhiệm vụ được giao. Với bạn tuổi Tý cần phải chấn chỉnh lại tinh thần làm việc của mình, đừng có để cho những chuyện vụn vặt khiến cho mình bị sao nhã. Trong ngày thứ tư này, với bạn tuổi Tý, hiệu quả làm việc của bạn bị giảm sút, có thể sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch thăng tiến của bạn. Vì vậy, với bạn tuổi Tý, hãy nghĩ đến công sức mà bạn đã vất vả gây dựng cơ đồ trước đó của mình để suy nghĩ cẩn trọng hơn. Ngày hôm nay, bạn tuổi Tý càng cần phải tỉnh táo trong các quyết định của mình nhé. May mắn là trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Điều này sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm của bạn vẫn diễn ra được êm đềm. Đây là nguồn động lực không nhỏ cho bạn. Và dù trong thời điểm khó khăn, với bạn tuổi Tý vẫn có được chỗ dựa về tinh thần là người yêu, vợ hoặc là chồng của mình. Họ khá là thấu hiểu những gì mà bạn đang làm và thông cảm với những gì mà bạn đang trải qua nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim có thể bị khiển trách vì không làm tốt nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy nên sớm chấn chỉnh lại tinh thần làm việc, tránh thường xuyên sao nhã. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, hiệu suất công việc bị giảm sút, có thể ảnh hưởng tới kế hoạch thăng tiến về sau này. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ cần phải tỉnh táo hơn trong các quyết định. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, tình cảm có được sự êm đềm, có chỗ dựa về tinh thần vững chắc để vượt qua khó khăn.
Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 74, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 17 tháng 8 năm 2022. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn tuổi Sửu có được cơ hội để chứng minh năng lực xuất sắc của bản thân mình với mọi người. Và với bạn tuổi Sửu, bạn vốn là người chăm chỉ, chịu khó, bản mệnh không ngại đương đầu với bất cứ khó khăn và thử thách nào, thậm chí với bạn còn chủ động đón đầu những thử thách để bứt phá giới hạn của bản thân mình nữa. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, chỉ cần bạn giữ thái độ điềm tĩnh, lạc quan thì chẳng có khó khăn nào là không khắc phục được cả. Bản mệnh là người thông minh, chăm chỉ, chắc chắn thời gian sẽ giúp cho bạn chứng minh được giá trị của con người mình và nhận được sự khẳng định từ cấp trên. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Điều này sẽ làm cho cái chuyện tình cảm của bạn lại chẳng hề được suôn sẻ như ý muốn. Với bạn tuổi Sửu, đã đến lúc cần phải xem xét lại tình cảm của cả hai và nếu có tiếp tục thì nên vun vén để phát triển hay nên buông tay sẽ tốt hơn. Mọi người tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim có được cơ hội chứng minh năng lực nổi trội với mọi người. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy chủ động đón đầu những thử thách để bứt phá giới hạn của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa chỉ cần bạn giữ thái độ điềm tĩnh, lạc quan thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, thời gian sẽ chứng minh được giá trị và nhận được sự khẳng định của cấp trên. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc nên xem xét lại các mối quan hệ hiện tại có nên tiếp tục hay là không. Vậy đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 93, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 17 tháng 8 năm 2022. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài che chở. Điều này sẽ giúp cho bạn có thể sẽ quẳng hết nỗi lo về tiền bạc lại phía sau lưng. Trong ngày này, tiền bạc đến với bạn khá là bất ngờ, có người sẽ được thưởng, có người lại có thể nhận được khoản trợ cấp không nhỏ từ phía gia đình để vượt qua giai đoạn khó khăn như thế này. Và dù với bạn tuổi Dần có trải qua điều gì khiến cho bạn muộn phiền thì tình hình về tiền bạc khả quan sẽ là yếu tố giúp cho bạn thoát khỏi những nỗi buồn phiền kia. Gần như với bạn sẽ không phải lo lắng quá nhiều về chuyện chi tiêu của mình trong thời gian này, cũng như là nên có kế hoạch về tài chính cho rõ ràng ngay từ bây giờ nữa bạn tuổi Dần nhé. Ngày thứ tư này, xem tử vi cũng cho thấy bạn đang gặp ngày có mộc khí vượng. Điều này làm cho bạn cũng cần phải chú ý tới tình hình sức khỏe của bản thân, đặc biệt là đối với những người cao tuổi, với các bệnh như là bệnh về xương khớp, đau đầu, mất ngủ và nếu như tình trạng nghiêm trọng thì có thể nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, tiền bạc không còn là nỗi lo, tài lộc đến bất ngờ. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa có thể sẽ nhận được khoản tiền thưởng hoặc là trợ cấp để vượt qua giai đoạn khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ giải quyết được muộn phiền nhờ tình hình tài chính khả quan. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc chi tiêu thoải mái theo ý thích, cần phải xây dựng kế hoạch về tài chính rõ ràng hơn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim chú ý tới tình hình sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương cốt của người già. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 59, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Hợi.
Tử vi tuổi Mão, thứ tư, ngày 17 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho ai đó mang tới cho bạn hiểu rõ hơn về giá trị của tình bạn khi mang đến cho bạn những sự tin cậy mà bạn cần. Đây là ngày để cho bạn tuổi Mão hiểu rõ hơn về những người mà bạn yêu thương nữa. Bạn hãy dành thời gian để hỏi thăm họ và động viên họ nữa nhé. Và ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, hãy nhìn nhận xem cách ai đó đang đối xử tốt với bản thân họ để làm gương cho chính mình trong ngày. Bạn đừng có đặt nhu cầu của người khác lên trước mình và khiến cho bản thân mình bị thiệt thòi nhé. Tử vi cũng cho thấy trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, bạn nên nhận thức sớm việc rằng kiếm tiền đang khó khăn, cho nên trong ngày hôm nay sẽ có thêm chút tiền mà chính tài đưa tới thì bạn cũng nên tránh việc mua sắm quá tay. Bạn nên ý thức cao về vấn đề tiết kiệm và cân đối trong việc chi tiêu trong khoảng thời gian này sẽ tốt hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, hãy lắng nghe và thấu hiểu cha mẹ, con cái hơn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, bạn cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhiều người. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, kế hoạch đề ra phát triển được thuận lợi theo đúng như kế hoạch ban đầu. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, tìm ra cách gia tăng tài chính cho mình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, đưa ra được những quyết định đầu tư chính xác. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 13, số 98, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu nâu, quý nhân vật phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn, thứ tư, ngày 17 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Thìn có thể chia sẻ những tâm tư, suy nghĩ của mình với mọi người xung quanh. Và với bạn tuổi Thìn, bạn hãy tìm hiểu xem họ có đồng ý với những góc nhìn của bạn hay là không. Có thể họ sẽ cho bạn một vài gợi ý hay ho thú vị trong ngày hôm nay nữa. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ hỗ trợ truyền cảm hứng cho bạn thông qua một vài nhân vật đầy thành công nào đó, sẽ giúp cho bạn thấy được những giấc mơ của bạn có thể thành hiện thực như thế nào, bằng cách nào. Họ chính là nguồn cảm hứng để cho bạn bước những bước dài hơn cho tương lai của mình nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Điều này cho thấy với bạn đang phải lo lắng nhiều trong chuyện tình cảm. Bạn muốn mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bản thân mình, nhưng đừng vì thế mà quên việc chú ý chăm sóc cho mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên tốt đẹp hơn bạn tuổi Thìn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, công việc tiến triển theo đúng như kế hoạch. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, với những tính toán của bạn là hoàn toàn cần thiết. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, cùng vợ chồng ngồi lại để định hướng cho tương lai của mình được tốt hơn. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, mở rộng tiếp xúc và giữ quan hệ với những người đáng tin cậy. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, hãy lắng nghe lời khuyên của người khác. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 28, số 93, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Tỵ, thứ tư, ngày 17 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân Tỵ Hợi. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Tỵ đang có cảm giác làm gì cũng gặp phải khó khăn, không được thuận lợi. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ, bạn thay vì cố làm thêm nhiều thì bạn cần phải bình tĩnh lại để sắp xếp lại công việc một cách khoa học hơn nhé. Với bạn tuổi Tỵ trong ngày này, đừng vì hoàn cảnh không như ý mà tức giận khi trong ngày đang có thiên quan chiếu mệnh.
Nếu như mọi thứ đang tiến triển với tốc độ chậm lại thì bạn cũng đừng lấy thế làm sốt ruột, mọi thứ đều xảy ra có lý do của nó, vì thế bạn cần phải kiên nhẫn sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có mộc hỏa tương sinh. Điều này cho thấy sức khỏe của bạn lúc này được đảm bảo, bạn ý thức được hơn trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân và những người xung quanh. Có thể người khác cho rằng bạn khó tính, nhưng với bạn vẫn kiên trì với thói quen tốt này sẽ rất tốt cho cơ thể của bạn. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa sẽ vướng phải những khúc mắc với những người có quyền cao chức trọng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ không phải chuyện gì cũng đi kể lể với người khác. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, vợ chồng không nên cãi cọ, chiến tranh lạnh với nhau. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy cần phải tránh kích động, có lời nói quá khích. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 73, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 17 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần Ngọ Tuất trợ mệnh. Điều này sẽ hỗ trợ cho bạn tuổi Ngọ chắp cánh yêu thương, bản mệnh trở nên hiền hòa hơn, biết chăm sóc một nửa của mình hơn, không còn tính hờn dỗi, cáu kỉnh như trước nữa. Với những người đang còn độc thân, lúc này cũng rất cởi mở trong việc làm quen với những người bạn mới nữa nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có chính quan trợ lực. Điều này sẽ giúp cho bạn có đủ quyết tâm để thực hiện những mục tiêu mà mình đã đề ra. Và nếu như bạn muốn có kế hoạch nào đó hoàn thành, thực hiện thì bạn cần phải duy trì sự kỷ luật, nghiêm túc trong công việc. Bạn cần phải săn tay áo lên và bắt tay vào công việc ngay đi thôi nhé. Cùng với đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này sẽ giúp cho các vấn đề liên quan tới sức khỏe của bản mệnh cũng được cải thiện một cách nhanh chóng. Với bạn tuổi Ngọ đã dần biết cách điều hòa cơ thể, thích nghi với hoàn cảnh. Không những thế, bạn cũng rất biết chăm sóc cho bản thân mình một cách khoa học nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, tình cảm lứa đôi ngày càng được khăng khít. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, tìm ra những cách giải quyết vấn đề độc đáo và sáng tạo. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, luôn quan tâm tới suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, luôn yêu thương và trân trọng gia đình. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 87, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ tư ngày 17 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn có những thay đổi theo chiều hướng tích cực trong công việc khi bạn không còn phải đi theo lối mòn cũ kỹ như trước đó nữa. Một phần cũng là nhờ cách nhìn nhận vấn đề của bạn khá là lạc quan. Khi cơ hội gõ cửa với bạn tuổi Mùi, bạn cũng cần phải chủ động đứng dậy và nắm bắt lấy chúng nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có mộc khắc với Thổ. Điều này sẽ làm cho bạn đang có điềm báo, cái chuyện tình cảm của bạn lại không được thuận lợi cho lắm. Với bạn tuổi Mùi, dễ vì công việc mà lạnh nhạt hoặc là bỏ lỡ hạnh phúc của mình, đến lúc quay đầu nhìn lại thì cũng đã chẳng còn ai luôn ở bên cạnh mình nữa. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi, bạn cũng cần phải cân nhắc lại cuộc sống của mình. Sự nghiệp là quan trọng, nhưng tình yêu, gia đình cũng quan trọng chẳng kém chút nào. Và nếu như bạn cứ mãi để cho hạnh phúc trôi qua tuột khỏi tầm tay như thế, thì cả khi bạn có được một sự nghiệp vĩ vang, với bạn cũng sẽ cảm thấy rất trống rỗng ở trong lòng nhé.
Vài câu quiz cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, công việc có sự thay đổi tích cực khi thoát khỏi lối mòn cũ trước đó. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, khi cơ hội đến hãy chủ động đón lấy để phát triển bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, tình duyên ảm đạm dù quá tập trung cho công việc mà bỏ bê tình cảm. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, cần phải sớm học cách cân bằng lại cuộc sống trước khi quá muộn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, sự nghiệp quan trọng nhưng đừng quên vun vén cho tình yêu của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 12, số 76, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày 17 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này sẽ làm cho bạn đang có sự hình hại vô ơn. Với bạn tuổi Thân, bạn cảm thấy tức giận về một người nào đó không biết điều, và họa chính là nguyên nhân khiến cho công việc của bạn diễn ra không đúng theo kế hoạch mà bạn đã xây dựng từ trước đó. Với bạn tuổi Thân, bạn nên hạn chế việc tiếp xúc với họa, tránh tranh cãi xảy ra không có ích gì cho bạn. Trong ngày thứ tư này, với bạn tuổi Thân, bạn có thể sẽ phạm phải sai lầm vì những đánh giá chủ quan của bản thân do trong ngày đang có tỷ kim chiếu mệnh gây ra. Do đó, với bạn tuổi Thân, bạn đừng có hùa theo số đông trong ngày mà cần phải độc lập trong suy nghĩ. Điều đó là vô cùng quan trọng nếu như bạn muốn có được đời sống chủ động và tích cực hơn. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có mộc kim xung khắc. Điều này sẽ dạy cho bạn một điều rằng cho đi là nhận lại. Trong mọi khía cạnh của đời sống, bao gồm cả tiền bạc, là một thực tế lạnh lùng nhưng rõ ràng. Vì thế với bạn tuổi Thân, bạn hãy thư giãn và đừng có căng thẳng hóa vì những chuyện không cần thiết và biến mình trở thành một kẻ keo kiệt nhé. Vài câu quýt cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, hãy tìm cách biến những thách thức thành cơ hội. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, sẵn sàng đối đầu với những người đang có ý kiến trái chiều với mình. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, tính cách cả thèm chóng chán sẽ hại bạn. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, hãy yêu thương và tin tưởng người khác. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, đôi lứa có xu hướng xung đột, cần phải tìm hướng để hóa giải. Vậy đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 23, số 74, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu vàng. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày 17 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài giáng họa. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Dậu gặp phải nhiều vấn đề không nhỏ liên quan tới tình hình tài chính của mình. Và trong ngày này, việc kinh doanh, buôn bán của bạn đang diễn ra được tốt đẹp, bỗng nhiên trở nên lụi bại, hàng hóa xuất hiện hết loại này đến loại khác, hàng hóa quay lưng, một loạt số vấn đề đổ ập xuống đầu của bạn nhé. Ngày này với bạn tuổi Dậu, bạn cũng cần phải lưu ý đề phòng có kẻ xấu hãm hại, lừa gạt về tiền bạc mà bạn chẳng hề hay biết. Cả tin đặt lòng tin không đúng chỗ, bản mệnh nếu không sớm tỉnh ngộ thì sẽ chẳng thể nào vớt vát được gì nữa đâu. Thêm vào đó, vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này nhắc nhở cái chuyện tình cảm của các cặp đôi vì muốn hơn thua nhau mà sẽ có những vấn đề nhỏ nhặt, xảy ra sự tranh cãi liên miên. Tình yêu vốn không có chỗ cho thói ích kỷ, hơn thua để làm gì khi mà người thắng kẻ thua trong cuộc cũng chẳng có lợi ích gì nhé. Vài câu quýt cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, gặp nhiều vấn đề rắc rối liên quan tới tình hình về tài chính. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, việc kinh doanh, buôn bán đang tốt đẹp,
bỗng trở nên lụi bại, đánh mất khách hàng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, đề phòng có kẻ tiểu nhân hãm hại, lừa gạt về tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, chớ nên đặt lòng tin không đúng chỗ, kẻo công sức của mình đổ xuống sông xuống bể. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, các cặp đôi chớ nên hơn thua nhau bằng được, kẻo lại gây ra sự tranh cãi, xích mích khó tránh. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 62, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày 17 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ Tuất trợ mệnh. Điều này sẽ giúp mang lại hy vọng mới cho chuyện tình cảm đối với bạn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Tuất, bạn bình tĩnh hơn trong việc nên mở lòng với ai trong thời gian này, và một số cặp đôi cũng đã biết làm mới chuyện tình yêu cố hỏa, tránh sự nhàm chán khi ở bên nhau quá lâu nữa rồi. Trong ngày thứ tư này, với bạn tuổi Tuất, sự thấu hiểu về đời sống quả thực là rất cần thiết cho bạn. Trong ngày, sự nâng đỡ của thiên ấn sẽ giúp cho bạn. Vì vậy, với bạn tuổi Tuất, bạn cần phải cố gắng tìm hiểu nguyên nhân cho mọi thứ đang diễn ra. Bạn sẽ thấy mình có được thêm hứng thú và tự tin để có những trải nghiệm tốt nữa nhé. Và trong ngày thứ tư này, với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này sẽ làm cho bạn đang có điềm báo. Ai đó có thể sẽ có những ý kiến mà bạn sẽ nghe không lọt tai. Nhưng dù sao, cũng tôn trọng họ, đừng có coi thường hay là phỉ báng họ nhé. Mọi người có một cách sống riêng của họ mà thôi. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, không ngừng cố gắng tiến lên phía trước. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, tình cảm đôi lứa ngày càng được mặn nồng. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, nhận được sự thấu hiểu của người thương. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, nhân duyên với những người khác giới được tốt đẹp. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, hãy hình dung mọi thứ cụ thể trước khi tiến hành. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 73, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ tư ngày 17 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dần Hợi tương phá. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Hợi là khi bạn có được những trải nghiệm điều gì đó tồi tệ, điều đó có nghĩa là bạn cho mình cơ hội để trải nghiệm một cơ hội mới tốt hơn. Vậy thì bạn đừng có tức giận khi những gì mà bạn trải qua trong ngày hôm nay không được hoàn hảo cho lắm. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi, nhờ có được thực thần chiếu mệnh mà với bạn sẽ giúp cho bạn khám phá ra rằng sức mạnh nội tâm của bạn là rất to lớn hơn cả những gì mà bạn tưởng tượng ban đầu. Thế nên bạn hãy tự tin vào chính bản thân mình và mạnh mẽ trong từng cung đường mà bạn đã lựa chọn nhé. Tuy nhiên á, vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có mộc thủy xung khắc. Điều này cho thấy với những nỗ lực của bạn muốn lấy lòng người ấy xem ra chưa đủ vì không thực sự đúng cách đâu. Và bạn tuổi Hợi, bạn nên hiểu rằng không phải cứ dùng cách yêu thương của bản thân mình để chăm sóc cho người khác, mà quan trọng là cần phải hiểu họ thực sự muốn gì cái đã. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, chú ý hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, mối quan hệ xã giao phát triển được thuận lợi. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, không nên đổ trách nhiệm cho người khác. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, tìm được niềm cảm hứng mới cho cuộc sống. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, một số sự thật chẳng thể trốn tránh được. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 40, số 82, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Mùi.
Cảm ơn bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.